Ngài X tiết lộ lý do chọn rác đường giữa trong màn giao quân thắng lợi của Sài Gòn Buffalo. Sau khi tạo được ấn tượng tại MSI, Sài Gòn Buffalo bắt đầu nhận được nhiều sự cổ vũ từ cộng đồng fan quốc tế. Và ngài Ren cùng các học trò đã không làm khán giả thất vọng khi mang tới màn cấm chọn khá thú vị trong trận mở màn với Istanbul Wildcats. Trong đấy đáng chú ý nhất là con rác Dimit trong tay Froggy. Nhận thấy đối phương chọn Silas, Sài Gòn Buffalo đã khóa vào rác để đối đầu trong giai đoạn đi đường, đồng thời cung cấp khống chế trong combat cho các carry như Gwen và Miss Fortune gây sát thương. Sài Gòn Buffalo nhập cuộc khá tốt khi kiểm soát được thế lính ở cả ba đường. Thế nhưng một pha combat hơi dứa nước sứ giả đã khiến Bảy Châu đánh mất lợi thế vào tay đối phương. Kể từ tình huống đấy, Sài Gòn Buffalo đã chơi chắc hơn trong các pha combat tiếp theo, tạo điều kiện cho xạ thủ Shogun gây sát thương, đồng thời vô hiệu hóa Kai'Sa rất xanh trong tay Holy Phoenix. Giành chiến thắng ở pha giao tranh rồng 3, Sài Gòn Buffalo từ từ đẩy mạnh lợi thế, lăn cầu tuyết một cách chuẩn chỉ, để rồi hoàn tất trận thắng đầu tiên tại chung kết thế giới. Trong phần phỏng vấn sau trận, các phóng viên đã hỏi khá nhiều về Zach Dimit và Froggy cũng tiết lộ lý do khá thú vị đằng sau con bài bí mật này. Trong những trận đấu tập, tôi đã kiểm tra lịch sử đấu của G2 Caps và thấy anh ấy chơi Zach khá nhiều, đặc biệt khi đối đầu Silas. Tỷ lệ thắng của tướng này là khá cao, vì thế tôi quyết định dùng trong trận này và đạt hiệu quả như mong muốn. Trong lúc đấu tập thì em đã xem lịch sử đấu của G2 Caps. Thì em thấy anh ta sử dụng con giáp rất là nhiều và trong đó có cả keo với Silas. Thì tỷ lệ thắng giữa giáp và Silas của Cap rất là cao. Em cũng là có thử đầu tập và anh thấy nó hiệu quả nên em mang vào. Em nghĩ đây là một lựa chọn ổn để đi với giáp với Silas. Với việc không có nhiều thời gian chuẩn bị ở Mexico, chiến thắng này sẽ giúp Sài Gòn Buffalo có thêm tinh thần để chuẩn bị cho ngày thi đấu tiếp theo với những thử thách lớn hơn. Trong ngày thứ hai, Bảy Châu lần lượt chạm trán Isurus Gaming và Dragonix, diễn ra vào lúc 5 giờ và 8 giờ sáng theo giờ Việt Nam.